5 lợi ích khi ăn các loại hoa quả họ nhà cam quýt mỗi ngày. 1. Các loại trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C. Thực tế, các loại hoa quả họ nhà cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Đây lại là một dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và giữ cho làn da mịn màng và đàn hồi. Mỗi ngày chỉ cần ăn một quả cam cỡ vừa là có đủ lượng vitamin C cho cơ thể. Ngoài ra, các loại trái cây này cũng rất giàu các hợp chất thực vật có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. 2. Các loại trái cây họ cam quýt rất giàu chất xơ. Các loại trái cây có múi có nguồn chất xơ tốt. Chất xơ có một số lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Chỉ một cốc múi cam đã chứa 4 gram chất xơ. Cam đặc biệt giàu chất xơ hòa tan, loại chất xơ giúp giảm mức cholesterol. So với các loại hoa quả và rau quả khác, hoa quả họ cam quýt độc đáo ở chỗ chúng có tỷ lệ chất xơ hòa tan và không hòa tan cao hơn. 3. Các loại trái cây có múi chứa ít calo. Nếu bạn đang theo dõi lượng calo của mình, hoa quả nhà họ cam quýt chứa ít calo, nhưng hàm lượng nước và chất xơ giúp bạn no lâu. Nếu bạn đang muốn giảm cân và theo dõi lượng calo chặt chẽ của mình, thì lựa chọn các loại trái cây này là đúng đắn. 4. Các loại trái cây có múi bảo vệ bộ não. Các flavonoid trong trái cây họ cam quýt giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như bệnh Alzheimer và Parkinson, do sự phân hủy của các tế bào trong hệ thần kinh. Một phần, những bệnh này là do viêm. Flavonoid có trong trái cây họ cam quýt có khả năng chống viêm được cho là giúp bảo vệ chống lại chuỗi sự kiện khiến hệ thần kinh bị suy giảm. 5. Các loại trái cây có múi làm giảm nguy cơ ung thư. Trái cây họ cam quýt cũng có thể bảo vệ chống lại ung thư thực quản, dạ dày, vú và tuyến tụy. Những loại trái cây này chứa nhiều hợp chất thực vật, bao gồm cả flavonoid, giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe, đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.